Rồi, xin kính chào tất cả các anh chị em, bạn bè gần xa, bà con cuối phố. Chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với kênh YVN TV. Và hôm nay mình làm cái clip này thì xin sẽ để tổ chức một cái mini game nhỏ nhỏ để cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua, và cảm ơn anh chị em, bạn bè và các cháu đã mua LG của mình. Thì mình hôm gì à mini game sẽ bắt đầu trong từ ngày hôm nay và đến cuối tuần mình sẽ quay số trúng thưởng nha. Và giải thưởng chính là một nhóc LG Mob Amino Chamber. Các bạn nhìn cái này, nhìn thấy đấy, chạy nhanh đấy. Đây, rất là đẹp. Con này thì hơi bị cong đuôi một tí, giá trị khoảng tầm 700.000. Mình sẽ tặng cho bạn nào may mắn nhất trong ngày hôm đó. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy giải thưởng của chúng ta đây. Đấy, rồi. Đây, các bạn có thể nhìn thấy giải thưởng chúng ta đây. Con LG rất đẹp nha, màu sắc ok, trị giá 700.000 dành cho các bạn, dành cho bạn nào may mắn nhất ngày hôm đó. Và chương trình sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay là ngày 29 tháng 7 cho đến chủ nhật tuần sau nhá, là ngày mùng 4 tháng 8 thì phải, đúng không nhỉ? Mình kiểm tra xem nào. Chủ nhật tuần sau là mùng 5 tháng 8 nha. Ok. Rồi, sau đây mình xin công bố cái thể lệ chương trình. Đó chính là các bạn hãy vào cái bài link bài viết trên Facebook của mình ở dưới đây, mình sẽ ghi bên dưới phần mô tả nha. Sau đó thì làm theo hướng dẫn. Bước 1 thì các bạn hãy comment một số 3 chữ số từ 0 đến 500. Mình chỉ giới hạn trong khoảng đấy thôi. Và sau đó hãy share cái bài viết đấy dưới dạng công khai để cho tất cả mọi người có thể cùng chơi với nhau. Và tiếp đó là follow hoặc là cái bạn nick Facebook của mình là nick Nguyễn Anh Duy ấy. Đó, và bạn nào may mắn nhất sẽ được trúng giải con đấy, và mình sẽ quay số vào chủ nhật tuần sau, tức là ngày mùng 4 tháng 8 thì phải. Đó. Đối với những bạn nào mà comment trùng số ấy, thì mình sẽ ưu tiên cho bạn nào mà comment trước. Và nhớ là không được comment hai lần nhá, nếu mà comment hai lần là bị loại luôn. Mọi hành vi gian lận sẽ nhường cơ hội dành cho người khác. Và hôm đó mình sẽ quay số liên tục cho đến khi nào có người trúng thì thôi. Có nghĩa là kiểu gì cũng có bạn trúng, nên các bạn không cần phải lo nha. Và hãy vào link Facebook của mình để tham gia trò chơi nhé.